Hi, xin chào tất cả mọi người, lại là Phước Sửu GS Nhà Bè đây ạ. Và ngày hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một siêu phẩm tại dự án GS Metro City nha. Nói đến cái dự án này thì một dự án khá trọng điểm tại Nhà Bè và được khách hàng đầu tư và được mong đợi của rất là nhiều chủ đầu tư cũng như là của nhiều khách hàng. Dự án này với tổng quy mô là khoảng là 350 hecta và trong đó có khoảng hơn 700 căn thấp tầng và rất là nhiều căn hộ chung cư, những tòa nhà cao ốc. Và một cái sản phẩm mà Phước Sửu muốn giới thiệu đến quý anh chị là một căn nhà phố, và cái căn nhà phố này với diện tích là ngang 7, dài 17 và được thiết kế gồm 1 trệt 3 lầu nha cả nhà. Tầng 1 và tầng 2 thì mình có thể thiết kế được 4 phòng ngủ, và tầng trên cùng thì mình có thể thiết kế được một phòng sinh hoạt chung và có sân thượng trước, sân thượng sau. Với cái căn này thì 7 x 17 thì sẽ chừa phía trước 3 mét và chừa phía sau tầm khoảng là 2 mét. Thì với cái căn này thì mình có thể đậu xe hơi 7 chỗ vào bên trong. Có một số căn là đã đưa vào hoàn thiện nội thất vào ở rồi, thì cái căn này á, thì mình có thể xe hơi đổ 7 chỗ tại ngay đây, và ở trên này thì mình có sẽ làm cái mái của xe hơi, phải không? Rồi bây giờ cùng với Phước Sửu mình vào bên trong để mình khám phá căn nhà này nha. Với căn nhà phố này thì chủ đầu tư bàn giao là hoàn thiện bên ngoài là bên trong thô, tất cả những cái hệ cửa này là nhôm sinh pha. Và ở đây thì kiến chống ồn nha cả nhà. Nên nó là khi mà quý anh chị mua vào cái sản phẩm này á, thì quý anh chị có thể là decor và ở đây nó rất là yên tĩnh, nó chống ồn và dạng như là cách âm được rất là tốt, nên là sẽ không nghe tiếng ồn và ở rất an ninh yên tĩnh. Đây là cửa chính của căn nhà cả nhà ha. Thì với cửa chính của căn nhà này thì chủ đầu tư sẽ bố trí gồm một cửa gỗ, và ở đây là hấp lơ, khóa vân tay và khóa thẻ từ. Ở đây thì cửa gỗ này mà chống cháy và một loại cửa khá tốt và cách âm rất là tốt. Và bây giờ Phước Sửu mời mọi người vào bên trong để khám phá căn này nha. Với cái gian tầng trệt này á, thì mình có thể thiết kế cứ vừa bước vào đầu tiên ở đây là một cái phòng khách rất là đẹp rộng rãi cả nhà ha. Và kế bên phòng khách thì mình sẽ thiết kế một phòng bếp theo cái chữ L. Và rất là nhiều khách hàng của Phước Sửu thì họ không thiết kế phòng bếp bên trong luôn, mà họ sẽ đưa phòng bếp ra và gọi là cái phần hơn 2 mét giếng trời phía sau này, thì để cho cái phòng bếp nó được để là thông thoáng hơn, không có gây mùi trong căn nhà. Và ở ngoài đây thì mình có thể được che mái lên cao tầm khoảng 3 mét, và mình có thể làm phòng bếp hoặc là một cái toilet mini ở ngoài này. Thì mặt sau của căn nhà phố là những căn shop house ngang 7, dài 18, và một số căn là đưa vào hoạt động rồi. Như những căn này thì phía sau làm sân vườn và trồng cây xanh khá thoáng mát. Rồi, Phước Sửu cùng với cả nhà di chuyển vào bên trong. Khi di chuyển vào bên trong thì rất là nhiều nhà thì họ có thể là làm cái toilet ở dưới gầm cầu thang để đi lên nếu mà không làm thang máy. Còn nếu không thì quý anh chị có thể thiết kế đây là một cái thang máy mini di chuyển từ tầng 1 đến tầng 2 của căn nhà, bởi vì ở đây là có một cái lối thông tầng của thang máy rồi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ di chuyển lên tầng 1 với cả nhà nha. Rồi, bây giờ khi mà di chuyển lên tầng 1 thì cầu thang sẽ ôm vòng quanh thang máy, và ở không gian của tầng 1 thì mình có thể là thiết kế được đến 2 phòng ngủ. Và điều đặc biệt của cái tầng 1 này á, thì sẽ có một phòng bedroom. Đây là phòng master bedroom nha cả nhà. Sẽ có một cái phòng gọi là phòng toilet rất là xịn sò luôn. Ở đây mình có thể thiết kế toilet nằm, bồn tắm nằm, và có cái ban công lộ thiên ra ngoài phía trước luôn. Đây, rất là thoáng mát, rộng rãi. Phòng master bedroom này thì có một cái ban công khá xịn sò. Như đối với cái căn này thì sẽ nhìn trực diện về gần hồ bơi luôn. Hướng của căn nhà này là hướng Tây Nam nha cả nhà. Và như cái căn này sẽ đối diện với lại một cái khoảng không khuôn viên của cây xanh,
rất là thoáng và không có đối diện nhà, nên căn này được xem là một căn có tầm view rất là đẹp. Và như mọi người nhìn thấy thì chủ đầu tư ở đây là đã bàn giao phía mặt trước gần như hoàn thiện luôn và được ốp đá nha cả nhà. Phía trước thì lan can kiến, rồi cửa nhôm sinh pha và có là hệ cửa kiến cường lực. Rồi cùng với tầng 1 thì mình có thể thiết kế thêm một phòng ngủ. Đây một phòng ngủ thứ hai thì sẽ có ban công cũng khá đẹp luôn. Nhìn về dãy shop house ha cả nhà. Đây về nhìn về dãy shop house và cũng có ban công. Và một cái điều đặc biệt của cái căn nhà phố này á thì phía sau chừa 2,5 m và phía trước của cái căn shop house chừa đến 4,5 m nữa, nên là tổng cộng ở đây lên đến 7 m, nên cái giếng trời của cái phía sau của cái căn nhà phố này thì khá rộng rãi, nên là mình có thể là tận hưởng được cái không khí thời tiết và mát mẻ của những cái làn gió trong khu vực này. Thì đối với lại lầu 1 thì phòng ngủ thứ hai mình sẽ thiết kế ở góc gầm cầu thang nên sẽ khá rộng rãi, và bên trong gian phòng sẽ được có nhiều diện tích rộng rãi hơn, thì gia chủ có thể là bố trí để sử dụng mà tận dụng thêm đến bên trong phòng để mình có thể là làm những phòng sinh hoạt, làm những phòng thay đồ. Một căn nhà phố là khá đẹp phải không quý chị? Và Phước Sửu cùng với cả nhà xem lại cái tầm view của căn này. Với một cái mức giá khá thú vị, với cái căn nhà phố này thì sẽ mang đến cho quý anh chị một cái sản phẩm khá đẹp tại dự án Giai Gai Nhà Bè này. Với Phước Sửu nhắc lại diện tích là ngang 7, dài 17 và được thiết kế là gồm 1 trệt, 2 lầu và ở trên là có một cái phòng áp mái sân thượng. Với cái sản phẩm này thì giá bây giờ nó dao động tầm khoảng là chỉ hơn 10 tỷ một căn thôi, thì giá nó dao động tầm khoảng hơn 10 tỷ một căn. Quý anh chị mà cần thêm thông tin của cái căn nhà phố này, inbox ngay cho Phước Sửu để nhận nhiều thông tin mới nhất về cái dự án Giai Gai Nhà Bè. Và trong cái giỏ hàng của Phước Sửu còn khá nhiều căn từ nhà phố, shop house, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập và rất là nhiều cái sản phẩm dinh thự. Quý anh chị đừng ngần ngại, hãy inbox theo cho Phước Sửu theo số 0909 477 288. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.